không mua. Đây là cái gì mà em ở tàu? Máy này máy tàu. Không, cái tàu chị ghi chứ không ghi cái tàu ở đâu. Nhưng mà máy nào mua? Để giao dịch máy điện thoại cho em đi. Em mua máy gì khác? Đây thì không phải là iPhone, thì là hay các phone, thì là iPhone, nhưng mà cái mua bán điện thoại di động kia là. Nhưng mà máy này em không mua. Tại sao không mua? Vì em không bán máy này. Nó không bán được máy này. Tại sao lại không mua cái máy? Thì là nó không bán được. Bán mặc kệ mày chứ tao chỉ biết mày theo dưỡng bán. Thì tao đến tao mua thế thôi. Bán cho em mua thì kệ mày. Đây là việc của chị nhé. Chị ơi, có phải có điểm chất mà bán cho em quá này không? Cái máy này em không mua. Tại sao lại không mua? Vì máy là máy này em không bán được. Bán tập kệ mày chứ tao chỉ biết mày treo tiền bán thì tao mua thế đâu. Mày phải mua cho tao đưa tiền đây. Ốc còn ngon tiếp của bán ở cái quán này cứ bán cho em cầm cái này. Sao anh lại mà mua bán điện thoại đi gặp đây để chứ tao không mua. Tại sao lại không mua với mình lại điện thoại đấy sạc đấy. Nhẹ tay chứ. Nhẹ tay là điện thoại của tao không khiến phải nhẹ thế nào. Nhưng mà đây là tủ của em. Thế tao đến tao mua tao bán thì mày treo tiền mày tao đi bán. Ok. Không mua được, không mua mày. Tao quyết định mày không bao giờ được bán. Mày thấy rớt mắt nha. Không hiểu này đâu ra. Cái tin nào rơi xuống đây?